Hello, hello tất cả mọi người nha. Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Đà Phao mình nha. Hôm nay mình sẽ thuyết minh đèo Lò Xo, quay cảnh đèo Lò Xo, một trong những cái đèo dài nhất của Việt Nam mình cho mọi người tham khảo và biết nha. Bây giờ mình đang bắt đầu lên đèo Lò Xo mọi người nha. Hôm nay là trời mưa, mình cũng cố gắng để thuyết minh cái đèo Lò Xo cho mọi người biết nha. Vì vậy mong mọi người hãy ủng hộ kênh mình nha, hãy cho mình xin một like và một đăng ký á. Nếu người nào chưa đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Phía bên tay phải mọi người là cái biển chỉ dẫn đèo Lò Xo nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu lên đèo Lò Xo mọi người nha. À, đây là đèo Lò Xo đây rồi à? Đèo Lò Xo. Đó, sạt lở cái đoạn này đó. Hôm nay chúng ta đi thì gặp mưa bão rất là lớn mọi nha. Mưa rất là nhiều. Vì vậy mong mọi người hãy chịu khó theo dõi cái video của mình nha. Cái chiều dài của cái đèo Lò Xo này là 20 km mọi nha. Từ thị trấn Đắc Lây mình di chuyển lên tới ngã đèo Lò Xo là 17 km. Vậy tổng cộng đoạn đường của cái đèo Lò Xo này là 37 km kể hết mọi người nha. Cái đèo Lò Xo là thuộc địa phận làng Măng Khen, xã Đắc Man, huyện Đắc Lây của tỉnh Kon Tum mọi người nha. Đèo Lò Xo nằm trên tuyến đường quốc lộ 14 đường Hồ Chí Minh á. Mình tính từ Kon Tum mà đi Quảng Nam, đèo Lò Xo nằm chính giữa với nhà mọi người nha. Phía bắc đèo Lò Xo là cái thị trấn Khâm Đức thuộc huyện Phước Sơn của tỉnh Quảng Nam mọi người nha. Mình qua đèo Lò Xo là mình sẽ tới địa phận của tỉnh Quảng Nam. Vì vậy thì cái đèo Lò Xo này cũng là ranh giới tự nhiên giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Nam mọi người nha. Theo như mình biết thì cái độ cao của đèo Lò Xo so với mực nước biển là cao 400 m so với mực nước biển mọi người nha. Chúng ta đi trên đèo Lò Xo cũng nghe rất nhiều về đèo Lò Xo, nhưng có những câu chuyện mà chúng ta không bao giờ quên được. Đó là câu chuyện về cái thời chiến tranh mọi người nha. Về đèo Lò Xo, đèo Lò Xo cũng là một trong những căn cứ chiến lược quan trọng của quân đội nhân dân Việt Nam mọi người nha. Đồng thời đây cũng là điểm trung chuyển vũ khí, lương thực phục vụ cho chiến trường miền Nam và Tây Nguyên thời chiến tranh mọi người nha, rất là ác liệt. Sau khi chiến tranh qua đi, thời hòa bình là lặp lại, thì nhà nước chúng ta đã nhận thấy cái đèo Lò Xo là một trong những vị trí quan trọng để phát triển kinh tế, nên nhà nước mình đầu tư một tuyến đường Hồ Chí Minh quốc lộ 14 một cách bài bản, tiện nghi và hoành tráng để chúng ta đi và phát triển kinh tế. Đây cũng là trở thành một tuyến đường huyết mạch phát triển kinh tế cho miền Trung và Tây Nguyên mọi người nha. Ngoài ra thì đèo Lò Xo còn là một cái điểm giao thoa giữa hai vùng khí hậu khác nhau mọi người nha. Đó là Đông Trường Sơn và Tây Trường Sơn. Vì vậy lúc nào cũng có mưa quanh năm, sương mù ẩm ướt quanh năm mọi người nha. Mặc dù đến ngày hôm nay thì nhà nước chúng ta cũng đã đầu tư cái đường đèo Lò Xo rất là đẹp mọi người nha. Nhưng cái tên Lò Xo vẫn là đèo Lò Xo. Vẫn rất nhiều cua, cong co, nhiều cua tay ảo rất là nhiều. Nó uốn lượn quanh những dãy núi mọi nha. Và đây là có dãy núi Ngọc Linh và vườn quốc gia Ngọc Linh mọi nha, rất là hùng vĩ. Xung quanh là rừng già ẩm u rất là nhiều mọi nha. Nhắc tới đèo Lò Xo là được rất nhiều người biết đến mọi nha. Cái thời mà còn kháng chiến chống Pháp, đèo Lò Xo từng nổi tiếng bởi cái nhà tù Đắc Lây. Đây là nơi từng đã giam giữ nhà thơ Tổ Hữu của mình mọi nha. Và những người tù chính trị vượt ngục, nhưng nổi tiếng hơn cả là những câu chuyện đường rừng với voi đi cả đàn, hổ báo chạy thâm thịt cả ngày cả đêm mọi người nha. Sống cái thời kháng chiến chống Pháp á, đến thời kháng chiến chống Mỹ á, thì đèo Lò Xo là trọng điểm vô công ác liệt. Tại đây là địa hình rất là hiểm trở, đường đèo dốc quanh co uốn lượn, trên các ngọn núi không có ngày nào là máy bay Mỹ không đánh phá, hòng cắt đứt tuyến đường giao thông huyết mạch nội hậu phương lớn là miền Bắc và chiến trường miền Nam mọi người nha. Mọi người thấy trước mặt mình á, hôm nay chúng ta đi thì gặp trời mưa bão rất là lớn, mưa rất là nhiều nên là có rất nhiều đoạn sạt lở mọi người nha. Đúng như cái tên gọi của đèo Lò Xo thì cái đường đèo rất là cống có rất là nhiều mọi người nha, rất nhiều điểm cua tay áo. Và cái đường đèo rất là đẹp, núi rất là hùng vĩ. Nên đây cũng là một trong những địa điểm
đối với những người thích mạo hiểm, thích chinh phục đèo. Đối với những người nào hay đi phượt, người ta gọi là phượt thủ thì rất là thích cái đoạn đường đèo Lò Xo này mọi người nhé. Khi xem mình đi qua cái đoạn đường đèo Lò Xo này thì mình cảm giác như là mình đang ở một cái thế giới khác so với cái xã hội mình đang sống thường ngày mọi người nhé. Chúng ta thấy nó hoang vu, thậm chí sóng điện thoại cũng không có. Mọi thứ mình thấy nó cứ khác so với xã hội mình đang sống rất là nhiều mọi người nha. Rừng cây thì âm u, còn rừng già nhiều, núi thì cao, rồi lại tiếp tục núi cao. Địa hình thì chia các đoạn này đoạn kia rất là mạnh. Có những con dốc rất là dài thoai thoải mọi người nha. Mình tính là con dốc mà ngắn nhất là cũng về 200-300 mét, mà những con dốc dài lên tới 700-800 mét mọi người nha. Cái độ cao dốc thì mình thấy cũng về trên 10 độ và vô cùng quanh co mọi người nha. Mọi người thấy bên đường lúc nào có nhiều hành lang, hồ lang, người ta làm bằng lục sét rất là nhiều mọi người nha, để đảm bảo an toàn cho mình trong quá trình di chuyển trên đèo hả. Nhắc tới an toàn thì cái đèo Lò Xo cũng là cái đèo nguy hiểm bậc nhất của Việt Nam mình nhé. Rất nhiều cái cua tay áo. Vì vậy mọi người khi chúng ta qua đèo Lò Xo, có đi xe máy hay là đi xe ô tô thì cũng nên cẩn thận, đề phòng và luôn tỉnh táo khi qua đèo mọi người nhé, để đảm bảo mọi sự được an toàn hơn. Cũng vì là đèo Lò Xo nhiều cua tay áo nên đèo Lò Xo cũng là cái cơn ác mộng đối với những tài xế đường dài, đối với những người mình đi qua đèo này mọi người nhé. Có rất là nhiều điểm đen hay xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Mình ví dụ như một vụ tai nạn mà chắc mọi người còn nhớ cách đây hơn 13 năm. Đó là gồm 29 thành viên, 29 người trong cái đoàn cựu chiến binh của phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội. Trong quá trình đi thăm chiến trường xưa thì người ta đã mãi mãi nằm lại tại đây, tại một đoạn dốc cao và dài mọi người nhé. Qua đó thì mình mới thấy được là sự nghiêm trọng, những điểm đen quan trọng của cái đèo Lò Xo để mình chú ý hơn mọi người nhé. Hay là cái vụ tai nạn của nhà xe Đức Chính vào thời gian là tháng 6 năm 2018. Xe mang biển số là 34B00269, hành trình đi từ Bắc vào Nam thì do bị mất phanh nên đâm vào dãy hồ lan và lao thẳng xuống vực. Từ độ cao là trên 30 mét, hậu quả của vụ tai nạn đó là có 3 người phải thiệt mạng và 23 người khác bị thương mọi người nhé. Ngoài những trường hợp mà tai nạn trên thì theo mình được biết là cũng có cái trường hợp là xe bỗng nhiên phát hỏa, phát lửa lên ngùn ngụt trên đèo mọi người nhé, rất là nguy hiểm. Thì qua những cái tai nạn mà mình mới nêu ở trên thì rất nhiều tai nạn khác, nhưng mà đó là những cái tai nạn điển hình, thì cũng cho chúng ta biết là mỗi lần chúng ta đi xe qua đèo, mà cho dù là đi xe máy hay đi ô tô cũng vậy, là chúng ta nên rất là cẩn thận, chú ý quan sát và rất là tỉnh táo mọi người nha. Khi qua đèo, nếu chúng ta cảm giác chúng ta không có tỉnh táo hoặc là buồn ngủ hoặc là như thế nào đó không qua được, thì theo mình thì mình cũng nên dừng lại nghỉ ngơi cho tới lúc nào tỉnh táo, đủ tỉnh táo thì mình nên qua đèo cho nó an toàn cho mình và an toàn cho mọi người khác mọi người nha. Trước mặt chúng ta là có cái biển đi đúng làn đường, lúc nào cũng vậy. Trên đoạn đường đèo quanh co cũng có những cái biển chỉ dẫn, có những cái biển nhắc nhở chúng ta là hãy đi đúng làn đường, đi đúng tốc độ để hạn chế những cái tai nạn không có xảy ra mọi người nha. Vừa lại trong cái thời gian qua thì để đảm bảo cho cái sự an toàn giao thông, vì có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra nên là người ta đã cho lắp đặt thêm rất nhiều cái gương lồi tại gang cấp cua tay áo mọi nhé, và lắp đặt rất là nhiều hệ thống biển rồi bảng cảnh báo để xây thêm đường tránh thay thế rất là nhiều, cho lắp đặt những cái gương cầu lồi
tại các cái điểm của Tây Á mới nha, để mình một lần qua những cái cua thì mình có thể quan sát được view bên kia nó dễ dàng hơn, cho mình qua cho nó an toàn hơn mọi người nha. Mọi người quan sát phía bên tay trái màn hình mọi người là có rất là nhiều đường hồ lan mọi người nha. Người ta đã cho lắp đặt cái đường hồ lan một tầng thành đường hồ lan hai tầng và rất là nhiều lốp ngăn chặn tại đường hồ lan để phòng trừ những trường hợp hy hữu xảy ra mọi người nha. Và có rất nhiều đường tránh, trước mặt mọi người là một cái đường tránh nhé. Những lúc mà mình xe mình xảy ra cái vấn đề gì đó hoặc là thắng nó không ngoan thì mình sẽ vào những cái đường tránh đó để hạn chế những cái tai nạn thảm khốc xảy ra không mong muốn mọi người nhé. Nhưng trên hết thì theo mình mỗi lần mình đi qua đèo hoặc là qua công đường nào xấu hoặc là có nguy hiểm nhiều thì chúng ta nên đi số chậm theo chiều lên cũng như chiều xuống đèo cùng với mọi người nhé. Và đặc biệt là phải tập trung quan sát, không được mất tập trung, luôn luôn là để ý phía trước. Nếu chúng ta mà trong quá trình lái xe mà cảm thấy buồn ngủ hay là không mất tập trung hoặc là cảm giác nó không có thể qua đèo được thì theo mình là nên dừng lại nghỉ ngơi và sau đó chúng ta tiếp tục cuộc hành trình thì nó sẽ an toàn hơn mọi nhé. Trên đoạn đường đèo này Lò Xo này thì rất là nhiều cái đường tránh mọi nhé. Mỗi lần mình qua đường tránh thì mình để ý để lỡ mà có vấn đề gì của xe thì mình nên chạy vào đường tránh cho nó an toàn mọi nhé. Bây giờ là chúng ta đang đi xuống đèo, đang đổ đèo. Hôm nay trời mưa rất là to nên mình đi không nhanh, mình đi chậm, không dám đi nhanh. Đi nhanh thì rất là nguy hiểm mọi nhé. Xung quanh đường đèo thì có rất là nhiều điểm sạt lở, mình cũng phải đi cẩn thận. Không thôi là có vấn đề gì thì mình không có xử lý kịp thì nó không an toàn mọi người nha. Vì trời mưa nữa nên là không có dám đi nhanh. Bây giờ chúng ta tiếp tục hành trình nhé. Mình đang hướng về phía thị trấn Khâm Đức của huyện Vực Sơn tỉnh Quảng Nam mọi người nha. Trong quá trình mình đi về đèo Lò Xo này mình đi nhiều lần rồi ấy, thì mình cũng nghe một câu chuyện. Đó là trên toàn tuyến đường đèo Lò Xo có một cái đội tình nguyện cứu hộ đèo Lò Xo, người ta gọi là cái đội SOS đèo Lò Xo. Cứ có cái tai nạn giao thông xảy ra hoặc là có một vấn đề về giao thông trên đoạn đường đèo Lò Xo này thì cái đội SOS đèo Lò Xo này có mặt kịp thời hỗ trợ người bị nạn và phương tiện, không kể đêm khuya hay ban ngày hay giữa trưa hay trời nắng trời mưa gì mọi người nha. Cứ có tin tai nạn giao thông là anh em trong đội SOS của đèo Lò Xo sẽ tìm đến và cứu hộ ngay. Chúng ta đang đi lên một con dốc rất là cao, rất là dài mọi người nha. Con dốc này cũng là thuộc trong những con dốc dài nhất của đèo Lò Xo mọi người nha. Chúng ta qua mặt hai chiếc xe tải vì hai chiếc xe tải chạy hơi chậm nha. Bên đây trái màn hình mọi người là có một cái đường trần nàng từ trên dốc đổ xuống rồi nha, vì mình đang lên dốc. Bên tay phải màn hình mọi người là có cái biển cảnh báo đường đèo dốc đi chỗ thấp. Người ta luôn luôn là có cái biển cảnh báo như vậy để nhắc nhở tài xế khi đi qua cái đoạn đường đèo này thì nên đi số thấp cho dù là lên hay xuống đèo về mới nha. Chúng ta đang đi lên gần lên khỏi cái đỉnh đèo và chuẩn bị đổ xuống dốc mọi người nha. Mình nói tiếp về cái đội SOS của đèo Lò Xo mọi người nha. Cái đội SOS đèo Lò Xo thì đã cứu hộ cho rất là nhiều người, rất nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đèo này mọi người nha. Cái đội này thì được thành lập từ phạt thôi, cũng được hơn 3 năm rồi. Và cũng được rất nhiều ủy ban nhân dân của thị trấn Đắc Lây, của gồm Kon Tum tặng nhiều bằng khen vì đã có sự giúp đỡ mọi người kịp thời trong lúc hoạn nạn mọi người nha. Đội SOS Đèo Lò Xo toàn là những người còn trẻ và rất nhiệt tình mọi người nha. Họ làm rất nhiều nghề trong xã hội, người ta gì tập trung lại để mà giúp đỡ những cái lúc mà xe có tai nạn hoặc là có cái chuyện xảy ra trên đèo mọi người nha. Người ta làm rất là việc thiện nguyện. Tuy là công việc của những người trong cái đội SOS Đèo Lò Xo
chỉ làm những cái việc thường ngày giống làm nông hoặc là buôn bán hoặc là y tá trong một xã, thì người ta cũng rất là nhiệt tình nhé. Cứ mỗi khi mà nghe có tin xe bị tai nạn trên đèo Lò Xo là ngay lập tức họ gọi cho nhau, liên hệ cho nhau và đi cứu hộ ngay mới nha. Theo mình biết thì chỉ tính riêng trong tháng 9 năm 2020 thôi thì có tới 8 vụ tai nạn giao thông là được đội SOS Đèo Lò Xo cứu hộ mọi người nha. Cái số lượng mà được cứu hộ trên đèo Lò Xo này của đội SOS, những cái vụ tai nạn xảy ra trên đèo Lò Xo này mà được đội SOS Đèo Lò Xo cứu hộ là rất là nhiều quá nha. Nói một tháng không là trên 8 vụ được đội SOS cứu hộ rồi. Trước mặt mọi người đây là làng Măng Khen của xã Đắc Man mọi người nha, huyện Đắc Lây mọi người nha. Cái đoạn mình đang đi qua này là thuộc diện là đang đến đèo rồi. Bây giờ là mình đang trên đèo, đến đèo đổ xuống nha. Cái hướng mình đi là cái hướng hướng ra phía Quảng Nam mọi người nha. Luôn luôn có những cái biển hướng dẫn đi đúng làn đường. Mỗi lần mình qua đi vài cây số sẽ có một cái biển như vậy nhé, để hướng dẫn cho mình là đi đúng làn đường, không nên đi trệch làn đường và giữ luôn luôn là giữ tốc độ cho phép nhé. Bây giờ chúng ta đang đổ xuống dốc rồi nhé. Hôm nay trời mưa rất là to nên là màn hình nó hơi mờ. Mong mọi người xem thì thông cảm nhé. Và xem và ủng hộ cái video của cái kênh Đài Phao mình nhé. Nếu người nào xem chưa đăng ký ủng hộ kênh Đài Phao mình thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nếu mọi người đi qua đường đèo Lò Xo này mà nếu đi ban ngày mình nhìn rất là đẹp thôi nhé. Rừng núi rất là xanh, đường rất là đẹp, không khí rất là trong lành nhé. Do hôm nay trời mưa, bão rất là lớn nên mình thấy rất mây mù rất là nhiều, âm u là không thấy đường đẹp lắm. Trên đoạn đường đèo thì cảnh đẹp cũng rất là nhiều. Mình đi cũng rất nhiều lần rồi, mình thích thích rất là nhiều cảnh. Thỉnh thoảng nhà mình đi qua đoạn đường đèo thì cũng dừng lại chụp hình và lưu lại những cái bức hình đẹp về sau để mình thỉnh thoảng mình mở máy ra xem thì rất là thú vị mọi nha. Trên cái đoạn đường đèo Lò Xo này thì có rất là nhiều thác nước. Mình thấy rất nhiều thác nước trên đoạn đường đèo Lò Xo này mọi người nha. Có những thác nước rất là đẹp. Ví dụ như là thác nước Đắc Chè của cái sông Đắc Chè mọi người nha. Tên rất là thú vị, nó tên là Đắc Chè. Đắc Chè là một trong những thác nước đẹp và những thắng cảnh đẹp của cái đèo Lò Xo mình đi qua mọi người nha. Trên cái đoạn đường mình đang đi này thì mình thấy người ta trồng rất nhiều cây keo, cây bạc hà. Vì khu vực này cũng gần giáp giáp với cái huyện Phước Sơn, gần thị trấn Cấp Đất rồi. Nên là mình thấy người ta trồng cũng rất nhiều cây keo, bạc hà. Có lần mình đi ngang đây thì thấy người ta đang thu hoạch cái keo bạc hà rất là nhiều quá nha. Người ta xả xuống đường và chờ xe tải đi ngang qua bốc dỡ lên và chở về các nhà máy chế biến. Như theo mình biết là chế biến giấy, là làm vàng ép gì đó, rất là nhiều. Khu vực này mình thấy người ta trồng cây keo và cây bạc hà rất là nhiều người nha. Khu vực này thì sắp tới thị trấn Khâm Đức của huyện Phước Sơn của tỉnh Quảng Nam mọi người nha. Trên đoạn đường đèo của ngày nay mình đi thì thấy rất là nhiều điểm sạt lở mọi người nha. Bên trái mọi người có cái điểm sạt lở mới này, rất là lớn nha. Mình thấy rất là nhiều điểm sạt lở. May là hôm nay người ta đã dọn dẹp những cái điểm sạt lở cho mình qua rồi. Trước mặt mọi người là có rất nhiều trâu bò mọi người nha. Cái đoạn đường này người ta chăn nuôi trâu bò thả rong không à, không có cái trong khu viên nào cả. Cái đoạn đường chúng ta đang đi này cũng là cuối cái đèo Lò Xo rồi mọi người nhé. Hết cái đèo Lò Xo rồi, hết đèo Lò Xo là sẽ tới cái thị trấn Khâm Đức của huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam mọi người nhé. Trước mặt mọi người là cái cổng chào của cái huyện Phước Sơn, thị trấn Khâm Đức của tỉnh Quảng Nam mọi người nhé.
Đó, cùng chào huyện Phước Sơn, Tô Đông. Mọi người thấy không? Đây, bây giờ chúng ta đang đi vào thị trấn Công Đức của huyện Phước Sơn mọi người nha. Thông qua đây thì mình cũng nói một vài thông số, một vài thông tin của cái huyện Phước Sơn đây mọi người nha. Huyện Phước Sơn này là cái huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam. Nó nằm ở phía tây nam của tỉnh Quảng Nam. Cái diện tích của huyện Phước Sơn này là lên tới 1.142,3 km² mọi người nha. Với dân số là 24.000 người, cái số lượng diện tích rộng nhưng mà dân số thì rất là thưa thớt mọi người nha. Nó không tập trung lại một chỗ mà nó nằm thưa thớt tại các xã. Thị trấn Khâm Đức này là nó cách thành phố Tam Kỳ của tỉnh Quảng Nam là 110 km mọi người nha. Đây, chúng ta đang đi vào trung tâm của thị trấn Khâm Đức của huyện Phước Sơn mọi người nha. Huyện Phước Sơn thì là có một thị trấn, đó là thị trấn Khâm Đức. Chúng ta đang đi này và 11 xã, tổng cộng là một thị trấn và 11 xã. Cái nguồn thu nhập chủ yếu và kinh tế chủ yếu, kinh tế chính của cái huyện Phước Sơn của thị trấn Khâm Đức này là từ nghề trồng rừng mọi người nha. Ở đây người ta trồng rừng rất là nhiều, thu nhập từ trồng rừng cũng rất là nhiều. Và song song với đó là người ta khai thác khoáng sản, cũng có dịch vụ nhưng mà dịch vụ cũng không phát triển lắm vì là miền núi nên là không bằng được, không bằng các thị trấn khác nằm ở phía đông băng, nằm ở quốc lộ 1A mọi người nha. Bây giờ chúng ta đang đi thẳng vào trung tâm của thị trấn mọi người nha. Ngày này trời mưa âm u nên là mình nhìn thấy thị trấn Khâm Đức của huyện Phước Sơn nó hơi mơ mơ ảo ảo, nó tựa tựa giống Đà Lạt, nó cũng khá đẹp mọi người ha. Ở trước mặt mọi người là trung tâm của thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn mọi người nha. Cũng có cái tòa nhà rất là cao nha. Mình nghĩ đây là một cái khách sạn để dành cho những người du lịch hoặc là những người nơi khác đến không có cái chỗ tạm trú qua đêm thì người ta sẽ vào cái khách sạn này mọi người nha. Đó là khách sạn tên là Phước Minh, Phước Minh Hotel. Đây là trung tâm của thị trấn mọi người nha. Mình thấy hai bên đường nhà cửa và những công trình của nhà nước rất là nhiều mọi người nha. Đây cũng là cái đoạn đường cuối của thị trấn Khâm Đức của huyện Phước Sơn mọi người nha. Mình cũng xin tạm dừng cái video về Thuyết Minh, cái đèo Lò Xo của mình ngày hôm nay. Mong mọi người hãy luôn luôn ủng hộ kênh Đá Phao mình. Nếu người nào chưa đăng ký ủng hộ thì hãy cho mình xin một like và một nút đăng ký. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn mọi người tại một video khác, tại một chủ đề khác. Mong mọi người luôn luôn ủng hộ kênh mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Xin chào và xin cảm ơn tất cả mọi người nha.